Xin chào mọi người, hôm nay Vivipa sẽ hướng dẫn sử dụng nồi điện lồng sâu Kita. Đây là một sản phẩm được thiết kế nấu các món ăn ngon, đa dạng nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi gia đình. Nhìn bên ngoài mọi người có thể thấy được, hộp đựng chắc chắn như thế này đây. Sản phẩm luôn được bao bọc bởi xốp chuyên dụng rất an toàn. Các thông tin kỹ thuật được in trên hộp mọi người nhớ chết kỹ nhé. Khi mở hộp sẽ thấy ngay nồi điện lồng sâu Kita và các phụ kiện đi kèm, bao gồm đế trời, dây cắm điện dài 80cm, sách hướng dẫn sử dụng và bảo hành chi tiết. Với kích thước lồng nồi 9,5cm, đường kính 16cm, dung tích 1.5 lít. Nồi điện lồng sâu Kita phù hợp nấu đa dạng món ngon, nấu, luộc, súp, cháo, hầm, chiên, lẩu. Nắp nồi trong suốt dễ dàng quan sát món ăn, có cả lỗ thoáng khí trong quá trình nấu ăn rất phù hợp cho các món nước. Lồng nồi có lớp chống dính ceramic cao cấp, dễ dàng vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Điều đặc biệt ở chiếc nồi này là sử dụng đế trời, giống như bình nước siêu tốc nên tốc độ nấu của nồi điện lồng sâu Kita sẽ nhanh hơn so với các nồi thông thường. Để sử dụng, mọi người cần cắm dây điện vào nồi. Khi đã cắm điện vào đèn sáng lên nhưng vẫn đang trong trạng thái chờ và chưa hoạt động, để hoạt động cần thao tác vặn nấc nhiệt. Nồi có công suất 600 W, với hai nấc nhiệt độ tùy chỉnh, nấc 1, tương đương với 300 W phù hợp với các món nấu chậm như kho, hầm, chè. Nấc 2, tương đương với 600 W phù hợp với các món nấu nhanh như lẩu, chiên, xào. Mọi người điều chỉnh linh hoạt để phù hợp cho món ăn mình. Ngoài ra còn có tay cầm hai bên nhỏ gọn, chịu nhiệt, an toàn khi nấu ăn. Khi sử dụng mọi người lưu ý, mở nắp nồi bên phía không có lỗ thoáng khí để tránh bỏng. Vệ sinh phần đế trời thường xuyên để tăng thời gian sử dụng. Với hướng dẫn trên, mọi người đã có thể sử dụng nồi điện lồng sâu Kita một cách dễ dàng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu đặt hàng hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với hotline trên màn hình để được tư vấn ngay. Chúc bạn thành công và thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới đến từ Vivipa nhé.